Đạo diễn Vệ Hàng Thao, biên kịch Trương Qua Tiêu, sản xuất Phương Phương, Dư Hải Yến, với các diễn viên Hà Hoàng Sang trong vai Diệp Ngưng Chi, Từ Chính Khê trong vai Ngụy Quảng, Tào Nghi Văn trong vai Trình Thục Quân, Lê Diệu Tường trong vai Lãng Khôn, Lưu Mẫn trong vai Bàn Trinh, Thôi Bằng trong vai Bàn Thông và một số diễn viên khác. Quý phi nương nương, kiến hoàng thượng. Ngưng phi đứng lên đi. Sao hoàng thượng lại tới đây? Trẫm nghe thái y nói bệnh tình của nàng mãi vẫn chưa có chuyển biến gì. Trẫm vốn định mời y sư Giang Hồng Tuyết trị bệnh cho nàng, nhưng không biết ông ấy đã đi đâu. May sao có Đông Phương tiên sinh ở đây, ông ấy không chỉ trên biết thiên văn dưới tường địa lý mà còn biết được thuật kỳ quặc, bèn mời ông ấy đến chữa trị cho nàng. Hoàng thượng thật sự quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ là hiểu sơ y lý. Từ lâu trẫm đã nghe thấy năm xưa hoàng đế của khu Diệp quốc trúng độc chướng, may là có y thuật cao siêu của ngươi. Vậy thì làm phiền Đông Phương tiên sinh. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đông Phương tiên sinh, có gì không ổn sao? Mạch tượng của quý phi nương nương loạn như vậy, mấy ngày gần đây hay gặp ác mộng lắm phải không? Phải. Không cần lo lắng, đợi ta châm cứu cho nương nương. Tiên sinh, ta sợ đau lắm, không cần phải châm cứu, ta vẫn có thể ngủ rất tốt. Hoàng thượng, bệnh tình của quý phi nương nương không có gì đáng ngại, tại hạ có thể chữa khỏi sớm thôi. Vậy thì làm phiền Đông Phương tiên sinh, nhọc lòng rồi. Ngưng phi à, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng. Cung tiễn hoàng thượng. Thượng công công. Dạ. Cánh cửa sổ bên kia không hiểu gì sao thường xuyên tự động mở, ngươi đi xem thử đi. Dạ. Công công. Nương nương, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Xin nghe nương nương dặn cho, không biết nương nương muốn hỏi chuyện gì. Trước đây ngươi từng hầu hạ tiên đế, tiên đế rốt cuộc nhìn ra sao? Bẩm nương nương, tiên đế để chậm râu dài, với lại tiên đế có nhiều tâm sự. Ngay ấn đường có ba nếp nhăn rất sâu. Nương nương, tiên đế qua đời đã lâu rồi, sao nương nương lại đột nhiên nhắc tới chứ? Không có gì, chỉ là bất chợt nghĩ đến thôi. Mời công công trở về. Dạ. Đã gửi lương thực cứu trợ đến tay dân gặp nạn, xin hoàng thượng yên tâm. Ban Linh Nhi kính gửi. Hoàng thượng,
Ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi có biết không, đợt lương thực cứu trợ thứ ba của trẫm đều đã được gửi đến tay người dân gặp nạn. Ngươi đoán xem mất mấy ngày? Lão thần ngu dốt, so với đi đường thủy trước kia, thời gian bớt đi một nửa, chỉ mất có 2 ngày thôi. Là cách hay Ban Linh Nhi nghĩ ra, vận chuyển gạo từ núi Kỳ Lân. Nữ nhân này không đơn giản. Chúc mừng hoàng thượng tìm được lương thần. Trẫm định phong Ban Linh Nhi làm Mẫn Phi. Chúc mừng hoàng thượng. Mùng 2 tháng sau trẫm sẽ tuyên bố tin vui này. Đây là chuyện vui lớn nhất trong thời gian qua. Thần còn nhớ trước đó hoàng thượng có ý cho hoàng hậu phục vị. Nếu đã như vậy, tại sao lại không làm xong Hỷ Lâm Môn? Hoàng thượng, ngôi hậu không thể bỏ trống qua lâu, nếu không hậu cung sẽ bất an. Huống hồ đây cũng là tâm nguyện của bách tính thiên hạ. Trẫm tự có tính toán. Tiên đế miễn tội chết cho ngươi, nhưng mà ngươi tội đáng muôn chết. Đông Phương tiên sinh, ta nghe nói độc chứng cũng không phải là bệnh quá nghiêm trọng. Tại sao khi đến ngài thì bệnh của ta không những không thấy khởi sắc mà còn trầm trọng hơn? Đó là vì ngự y trước đó không trị bệnh đúng thuốc, đợi tại hạ kê cho nương nương phương thuốc mới. Nếu như Đông Phương tiên sinh có thể trị khỏi bệnh cho ta, ta nhất định sẽ nói hoàng thượng ban thưởng cho ngài kỳ trân dị bảo. Nương nương nghĩ rằng tại hạ cứu người là vì tiền tài sao? Mời nương nương uống thuốc. Lùi xuống đi. Ta nghe nói Đông Phương tiên sinh là người có học thức, cho nên có những việc ta muốn thỉnh giáo ngài. Xin mời nương nương nói. Trước đây Thái Hậu nói Quảng Định Dương không phải chính thống. Chuyện này cho đến nay vẫn còn là câu đố, chưa có lời giải. Đông Phương tiên sinh thông tuệ như vậy, chắc hẳn sẽ biết được chân tướng của sự việc này mà, đúng không? Đêm đó tại hạ xem tin tượng, thấy sao thiên lương của Thái Hậu tuy có hơi u ám, nhưng lại có một vầng sáng bao quanh. Có thể thấy trong lòng người này nghiêm nghị chính trực, không thẹn với lòng. Vậy sao? Lẽ nào nương nương còn có suy đoán nào khác sao? Ta chỉ là tò mò thôi. Đột nhiên ta cảm thấy hơi choáng, muốn nghỉ ngơi một lát. Mời Đông Phương tiên sinh về cho. Nương nương nói đã nghe ngóng tin tức của Ngân Chi, có tin gì không? Bệnh tình của Ngân Chi càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng thượng đã mời đại trí giả của Khôi Diệp Quốc Đông Phương Hiên tới chữa trị. Bây giờ tất cả người y trong cung đều không được đến gần Ngân Chi. Thái giám và cung nữ
đều giữ kín miệng như bưng. Ta đoán đây đều là do hoàng thượng sắp xếp. Đông Phương tiên sinh tới từ Khưu Diệp Quốc, lý ra phải làm việc cho Khưu Diệp Quốc. Tại sao lại ở lại Đại Lương lâu như vậy, còn cam tâm làm việc cho hoàng thượng nữa? Tình hình cô ấy bây giờ vô cùng nguy hiểm. Đông Phương tiên sinh, đã rất muộn rồi, người quý phi đã nghỉ ngơi. Ta phụng ý chỉ của hoàng thượng tới chữa bệnh cho nương nương, làm lỡ bệnh tình hoàng thượng không tha cho ngươi đâu. Mở cửa. To gan, đàn đêm xông vào giảng hương điện còn ra thể thống gì? Chẳng trách bệnh tình của nương nương lại không đỡ. Hóa ra nương nương vốn không hề uống thuốc. Ta không phải có ý không uống, chỉ là thuốc tiên sinh kê đơn thực sự rất đắng, ta uống không nổi. May mà tại hạ đã phối thuốc mới cho nương nương, mời nương nương thử xem. Ta không uống, ngài cũng không có quyền ép ta. Nương nương à, thuốc đắng mới mau giả tật, chỉ có uống thuốc nương nương mới mau chóng khỏe lại được, mới có thể sớm ra khỏi giảng hương điện hầu hạ hoàng thượng. Đông Phương tiên sinh, ta nhắc nhở ngài, tôn ti khác biệt, ngài không có quyền nhúng tay vào chuyện trong cung. Ngày mai ta sẽ xin hoàng thượng trả lại ngự y trước đây trị bệnh cho ta. Tại hạ là khách quý hoàng thượng mời tới, hoàng thượng có chỉ nói ta chữa bệnh cho nương nương. Nương nương như vậy là không tuân theo ý chỉ của hoàng thượng sao? Huống hồ tại hạ đã báo với hoàng thượng, tâm trạng của ngưng quý phi hiện không tốt, cần phải tĩnh dưỡng. Nhưng mà xin nương nương yên tâm, trong một khoảng thời gian ngắn hoàng thượng sẽ không thể làm phiền ngưng quý phi đâu. Thường công công. Có nô tài. Đem bút giấy nghiên mực thu lại hết cho ta. Dạ. Đông Phương Hy. Tham kiến hoàng thượng. Nàng tới rồi à? Trẫm nghe nói mấy ngày trước nàng xuất cung cầu phúc làm mọi việc rất tốt. Đa tạ hoàng thượng quá khen. Trước đây khi nàng ở hậu cung ăn ngon mặc đẹp, diễu võ dương quai, không biết nỗi khổ sở của nhân gian ra sao. Bây giờ nàng đã nhìn thấy cuộc sống tầm thường của bách tính, có phải cảm thấy hối hận đối với cuộc sống xa xỉ trước đây của mình không? Thần thiếp đã tự kiểm điểm lâu nay, mong cùng nạn dân đồng cam cùng khổ. Nàng có thể nghĩ như vậy rất tốt. Qua mấy ngày nữa trẫm sẽ khôi phục ngôi vị hoàng hậu của nàng. Hy vọng sau này nàng có thể quản lý tốt hậu cung, biết cách làm chủ hậu cung thật tốt, giúp đỡ cho trẫm. Nếu không, trẫm có thể đưa nàng vào lãnh cung một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai đó. Thần thiếp xin nghe theo lời dạy của hoàng thượng. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp có việc thỉnh cầu, không biết thần thiếp có thể đi thăm ngưng quý phi không? Vì sao? Thần thiếp và ngưng quý phi nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Ngưng quý phi bây giờ thân mang bệnh nặng, trong lòng thần thiếp vô cùng lo lắng. Ngưng quý phi cần phải nghỉ ngơi, nàng không cần lo lắng quá đâu. Nhưng thần thiếp biết sức khỏe không ổn thì quan trọng nhất là tâm trạng vui vẻ. Nàng ấy hiếu động như vậy, cả ngày ở trong giảng hương hương, không khỏi có chút bức bối. Nếu như thần thiếp đi thăm nàng ấy, trò chuyện cùng nàng ấy, chắc hẳn sẽ có lợi cho bệnh tình của nàng. Có phải ngụy quản nhờ nàng đến thăm dò tin tức ngưng quý phi không? Hoàng thượng sao lại nghĩ như vậy? Ngụy quản chưa bao giờ nhắc đến ngưng quý phi ở trước mặt của thần thiếp. Chỉ là thần thiếp ra ngoài nhiều ngày, bây giờ trở về cảm thấy tình cảm tỉ muội của chúng tôi càng khiến thần thiếp cảm thấy trân trọng, cho nên... Được rồi, không cần nói nữa, nàng về đi. Dạ.
ta lực bất tòng tâm rồi. Lúc đầu còn nói chuyện rất bình thường, nhưng sau đó vừa nhắc đến Ngưng Chi, sắc mặt hoàng thượng lập tức thay đổi, còn hỏi ta có phải là ngài nhờ ta để thăm dò tin tức không. Ta đang nghĩ có phải Đông Phương huynh đệ kia đã nói gì trước mặt hoàng thượng khiến người sinh nghi. Người hoàng thượng nhìn thấy không phải là Đông Phương huynh đệ, hai người này đã chết từ lâu rồi. Có ý gì chứ? Thần và Lãng đại ca đã điều tra, Đông Phương huynh đệ một tháng trước ở khách trạm Dân Phong. Kỳ lạ là sau khi họ ở đó được vài ngày không nói câu nào, đã biến mất không tung tích rồi. Sau đó chúng thần ở trên một ngọn núi nhỏ phát hiện một bầy sói quan đang đào một miếng đất. Đào miếng đất đó lên thì phát hiện hai thi thể nam. Ý người nói hai thi thể nam kia là hai huynh đệ đó sao? Trên người của bọn họ đều đeo một cái lệnh bài, một cái giết Đông Phương Chủ, một cái giết Đông Phương Hiên. Vậy bọn họ đã chết bao lâu? Khoảng một tháng. Lâu vậy rồi sao? Vậy thì đã sớm không nhìn được mặt mũi rồi. Hai người dựa vào cái gì mà xác định bọn họ chính là Đông Phương huynh đệ? Hơn nữa dù là có lệnh bài trên người, nhưng biết đâu được là do kẻ khác bỏ lại trên người bọn họ. Chỗ xương đùi của hai thi thể đều có dấu vết liền lại sau khi bị gãy xương, mà hai huynh đệ họ đã từng đắc tội với hoàng đế của khu Diệp Quốc, bị đánh gãy chân. Đây không phải là sự trùng hợp. Vậy người đến gặp hoàng thượng trước đây cả ngày đi lại trước mặt hoàng thượng là ai? Dĩ nhiên là Nghiêm Khoan Nghiêm Chính rồi. Bây giờ thần lại càng lo lắng cho Ngưng Chi hơn. Có lẽ hoàng thượng không có ý muốn hại Ngưng Chi, nhưng để Đông Phương Hiên chữa trị cho Ngưng Chi mới là nguy hiểm lớn nhất. Phải nghĩ cách thăm dò tình hình ở Giảng Hương Điện mới được. Lãng đại nhân, đã lâu không gặp. Lưu thống lĩnh, đã lâu không gặp. Ngài qua đây rồi hả? Phải. Gần đây ta có một thứ tốt. Nè, sao hả? Lãng đại nhân chứ. Chà, nhìn chất liệu của chiếc nhẫn này ta thấy đúng là món đồ tú. Thật sự không tệ đâu nha, có thích không? Ngài thật sự đã có món đồ tốt rồi đó. Trả lại cho ngài. Lãng đại nhân đi thông thả. Thần lấy được từ chỗ giặt quần áo. Đây là y phục ngày hôm qua Ngưng Quý Phi mặc. Đưa ta xem thử. Đông Phương Hiên là Nghiêm Khoan. Bệnh nghiêm trọng, lúc lạnh lúc nóng, ảo giác bất chợt. Bệnh càng nặng, ảo giác càng nhiều. Đông Phương Hiên quả như là Nghiêm Khoan. Không kịp rồi, ta phải bẩm báo với hoàng thượng ngay. Nương nương, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Hiên ở bên cạnh Ngưng Chi, một khi hắn bị phát hiện, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Không hiểu mà, Ngưng Quý Phi rõ ràng là trúng độc chứ, tại sao lại xuất hiện ảo giác chứ? Có lẽ Ngưng Chi trúng một loại độc khác. Trong rừng cây cỏ rậm rạp, thứ gì cũng có. Lúc lạnh lúc nóng, ảo giác bất chợt. Lẽ nào là mạng đà la? Trong rừng có hoa mạng đà la, nhất định lúc cô ấy chạy trốn, không cẩn thận dính phải phấn hoa mạng đà la. Lãng đại ca, có nghiêm trọng không? Lúc đầu thì không nghiêm trọng, chỉ là nhìn thấy ảo giác. Nhưng nếu càng ngày càng thấy nhiều ảo giác thì bệnh tình sẽ chuyển biến đột ngột, nguy hiểm tới tính mạng. Vậy phải làm sao? Lãng đại ca, huynh có thể nghiên cứu ra thuốc giải không? Được rồi. Thần phải nghĩ cách vào Giảng Hương Điện, hy vọng nương nương giúp đỡ. Đương nhiên rồi. Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, tình hình thiên tai đại khái đã lắng xuống rồi. Đúng vậy hoàng thượng, thiên tai lần này có thể ổn định, ban đại nhân đã lập công đầu. Không ngờ rằng một nữ nhân lại thông minh như vậy. Nếu không thì số nạn dân chết đói sẽ gấp trăm ngàn lần bây giờ.
Tham kiến hoàng thượng. Mau đứng lên đi. Tình hình thiên tai đã ổn rồi sao? Một số nạn dân ở các nơi xa vẫn đang phải chịu cái đói, còn phải đi thêm vài chuyến nữa. Ban đại nhân đúng là không gại vất vả. Hoàng thượng, không bằng để ban linh nhi cùng ngài tới thăm quý phi đi. Trẫm cũng có ý đó. Văn Hương Điện. Tham kiến nương nương. Ta muốn gặp Ngân quý phi. Nương nương, hoàng thượng có lệnh. Đây là hậu cung, phi tần bị bệnh, làm gì có lý do nào không thăm. Giả lại hoàng thượng sủng ái Ngân phi như vậy, lẽ nào là các ngươi cố ý làm khó và bắt nạt nàng ấy? Mạc tướng chỉ là phụng lệnh hành sự, xin đương đương lượng thứ cho. Tránh ra cho bổn cung. Đương đương à, đừng có làm khó mạc tướng nữa. Đương đương. Được, nếu các ngươi đã làm khó như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Mạc tướng cung tiễn đương đương. Nương nương, phía thái giám và cung nữ đều đã cho lui rồi. Bây giờ nương nương có thể nói cho tại hạ biết sự thật những lời thái hậu nói rốt cuộc là gì hay không? Mặt nạ làm từ bông bóng cá gặp lửa liền tan chảy, có phải không? Nghiêm quan. Lại là ngươi. Phim được chiếu trực tiếp tại tvhay.org. Ngươi đúng thật là âm hồn không tan, khiến ta rất không vui. Hoàng thượng ra đâu? Ngân phi, hoàng thượng, trán của Ngân quý phi nóng quá. Chẳng phải Đông Phương Hiên đã chữa bệnh cho quý phi sao? Hắn đâu rồi? Đông Phương tiên sinh nói muốn một mình chữa bệnh cho Ngân quý phi, không cho chúng nô tỳ làm phiền. Mau truyền ngự y. Dạ. Mau lên. Hoàng thượng, Ngân quý phi mạch tượng hỗn loạn, tình hình nguy cấp, chúng thần chỉ có thể cố hết sức, còn lại phải nghe trời. Trẫm lệnh cho ngươi, cho dù có ra sao cũng phải cứu được Ngân quý phi. Dạ hoàng thượng, di thần sẽ cố hết sức. Thank you.
Ngưng Chi, Ngưng Chi, Ngưng Chi, cô mau tỉnh lại đi. Ngưng Chi, Ngưng Chi, cô đã trúng độc của mạng Đà La, tuyệt đối không được ngủ nữa. Nếu cô ngủ nữa thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Ngưng Chi, cô có nhớ cô từng nói với ta, hộ cung chính là địa ngục, cô sẽ khiến nó trở thành tiên đường. Nếu như cô tiếp tục ngủ nữa thì người chịu khổ ở hậu cung sẽ không còn cơ hội thoát ra được nữa. Ngưng Chi, cô còn có rất nhiều người chưa gặp, cô còn có rất nhiều nguyện vọng chưa được thực hiện. Ta sắp về Vĩnh Đức Cung rồi, cô tuyệt đối không được ngủ nữa, cô tuyệt đối không được ngủ nữa. Bình thường mọi người đều xem thường chúng nô tì, chỉ có nương nương là xem trọng chúng nô tì. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả nương nương cũng không quan tâm chúng nô tì nữa? Nương nương, đừng bỏ lại chúng nô tì. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Nương nương chính là đại thủ của chúng nô tì, sẽ luôn che mưa che nắng cho chúng nô tì mà. Nương nương. Ngưng Chi, nương nương, ta biết cô nhất định sẽ tỉnh lại mà, ta biết cô nhất định sẽ tỉnh lại mà. Sao ta có thể hôn mê như vậy được? Ta còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, còn rất nhiều tâm nguyện chưa thành hiện thực, cho nên không thể hôn mê. Ngưng Chi, hoàng hậu nương nương, người yên tâm đi. Thống lĩnh cấm quân nói với trẫm, khi Ngưng Phi hôn mê, Đông Phương Hiên đã chạy trốn từ cửa sổ Giảng Hương Điện. Người này là Nghiêm Khoan giả mạo. Đầu đuôi câu chuyện trẫm không cần nói nhiều. Bây giờ trẫm lệnh cho ngươi bắt hai kẻ Nghiêm Khoan và Nghiêm Chính lại. Hai kẻ này một ngày chưa giết, trẫm một ngày không được yên. Thần tuân chỉ. Nguyệt Quán, Ngưng Quý Phi đã khỏe nhiều rồi. Ừ, vậy thì tốt. Ngài xem ngài kìa, mấy hôm nay đều nơm nớp lo sợ, sắc mặt cũng tệ hơn rồi. Ta nên bốc chút thuốc cho ngài mới được. Bây giờ ngài muốn đi đâu? Hoàng thượng lệnh cho ta đi bắt Nghiêm Khoan. Loại chuyện này để cấm quân đi là được rồi, chẳng phải ngài còn phải ở lại Ngạn Đô luyện binh sao? Có lẽ hoàng thượng càng hy vọng ta và Nghiêm Khoan lưỡng bại câu thương. Chờ đại điển phục vị của hoàng hậu xong xuôi, ta sẽ đi giúp ngài, không cần lo lắng. Có ta ở đây, ngài không chết được đâu. Đa tạ. Nghiêm Khoan ở lại trên thế gian này sẽ gây hại cho nhiều người, nhất định phải bắt được hắn. Tỷ tỷ, muội như vậy rồi, tỷ không đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai về Vĩnh Đức Cung sao? Lãnh cung còn có thứ gì cần phải mang về Vĩnh Đức Cung hay sao? Lần này muội đúng là xem như đại nạn không chết, chỉ là hoàng thượng thật sự khiến người khác đau lòng. Bệnh của muội vẫn chưa khỏi, không biết ngày ấy là đến cung của ai rồi. Nhưng mà không sao đâu,
tỷ tỷ ở đây cùng với muội, không để ai ức hiếp muội. Lần này thật ra cũng nhờ có tỷ tỷ. Đừng lo cho ta quá, ta biết có người bảo vệ ta, ta rất an tâm. Trong số các ngươi có ai không muốn nhìn thấy bổn cung không? Trong lòng bổn cung rất rõ, nếu như đã đến rồi thì hành lễ tử tế cho bổn cung, đừng ở đây làm bộ mặt không vui để cho bổn cung nhìn ra được. Nghe rõ chưa? Dạ, hoàng hậu nương nương. Trang điểm cho ta, tới Vĩnh Đức cung thôi. Nương nương, thân thể của nương nương vẫn còn suy nhược, vẫn nên ở trong cung tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Hôm nay hoàng hậu nương nương khôi phục hậu vị, sao ta có thể không đến? Ta đã ở trong cung này quá lâu rồi, ra ngoài đi dạo không chừng có thể mau khỏi hơn. Nô tỳ lại lo nương nương ra ngoài đi dạo tâm tình ngược lại còn không tốt. Tại sao lại nói vậy? Mấy ngày nương nương nằm trên giường bệnh, hoàng thượng đã sắc phong ban đại nhân làm mẫn phi. Hoàng thượng sắc phong phi tần là chuyện tốt, nên vui mới phải. Nè, trang điểm cho ta mau. Dạ. Đám người đình phi hai mắt đẫm lệ đi rồi, tỷ lại đùa với họ sao? Lúc bổn cung ở lãnh cung, bọn họ không coi trọng ta. Bây giờ ta phục vị rồi, bọn họ lại đến giả vờ giả dịch, ta không trúng kế của họ đâu. Đương nhiên ta cũng chỉ giết gà dọa khỉ thôi. Nè, còn chưa khỏe lại mà sao chạy ra ngoài rồi? Ta đến để chúc mừng tỷ tỷ mà. Dù muội không đến gặp ta, ta cũng sẽ đến thăm muội trước. Nè, mau ngồi đi. May mà lần này không có gì nguy hiểm, bây giờ bổn cung có thể phục vị. Nhờ có muội sắp xếp và bày mưu kế, ta phải cảm ơn muội muội tốt của ta đây. Chỉ là hoàng thượng, lúc thân thể của muội còn chưa hồi phục thì đã lập mẫn phi. Mẫn phi còn là người muội một tay dẫn dắt, trong lòng muội có buồn không? Đúng là muội thấy không thoải mái lắm. Nhưng không phải là gì, quan hệ giữa muội và Ban Linh Nhi cũng không phải vì hoàng thượng lập phi, mà muội cảm thấy con người Ban Linh Nhi không ngay thẳng. Nếu nàng ta còn tiếp tục ở cạnh hoàng thượng, nhất định sẽ không có lợi cho Đại Lương. Bây giờ muội đang lo lắng cho dân, cho nước, có phải vậy không hả? Vì lời dặn dò của Thái hậu lúc lâm chung, vì những người đáng để tin cậy, cũng là vì Ngụy Quảng. Lúc đầu muội cầu ngài ấy ở lại, dựa vào trí thông minh của mình, ngài ấy chắc chắn có thể đối phó được với hoàng thượng. Nhưng mà ngày ấy ở lại vì muội, cho nên muội nhất định phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ cho ngày ấy. Ngưng chi, muội có thể. Mẫn phi nương nương, đây là bách tính chỗ của chúng tôi, mỗi nhà mỗi hộ cắt ra một miếng vải để làm ra bộ bách y này tặng cho nương nương. Nương nương xem đi. Lão má tánh đều nói vốn chỉ biết quý phi nương nương tốt, không ngờ nghe ông trời lại còn ban cho một mẫn phi nương nương. Đúng vậy đó. Các bách tính còn nói mẫn phi nương nương cứu được nhiều người như vậy, đúng là tiên tử trên giao trì hạ phàm. Phải rồi, phải rồi. Những lời khách sáo không cần nói nữa.
chúng ta nói đến chuyện cứu tế thôi. 1.000 tấn lương thực của triều đình ngày mai sẽ tới. Mọi người có cách gì trong vòng 3 ngày có thể đưa tới tai nạn dân không? Mấy người là phụ trách vận chuyển lương thực, mấy người nói đi. Thưa Mẫn phi nương nương, nhanh nhất cũng phải 5 ngày, không còn cách khác. Chu đại nhân, 2 lần trước ngươi đều nói không có cách nào làm được, nhưng lần nào ta cũng làm được. Ngươi ăn bổng lộc triều đình, ngoại trừ thoái thác từ chối, ngươi còn biết làm gì? Các người cũng là người vận chuyển lương thực, các người nói đi. Không cần nói nữa, cũng giống như lần trước, ngày mai lương thực đến thì vượt qua núi Nguyệt qua chắc là không cần tới 3 ngày, 2 ngày rưỡi là có thể tới nơi. Ôi, trời, thần đã nói rồi, như ta biết không muốn nói cái gì. Có sơn tặc chiếm đóng, đường núi lại dốc. Vậy lần trước lúc ta dẫn mọi người vượt qua núi Kỳ Lân, sơn tặc ở đâu, đường núi có dốc cỡ nào? Lần đó là chúng ta gặp mai, nhưng tình hình lần này không cần nói gì nữa, làm theo lời ta nói đi. Mẫn phi nương nương, địa hình núi Nguyệt qua bằng phẳng, với lại không có sơn tặc chiếm đóng, nhưng núi Nguyệt qua tiếp giáp với đồng nguyên, đó chính là hang ổ của đám sơn tặc đó. Người đâu, lôi hắn xuống giả miệng cho ta. Đó, để hắn tự giả miệng, vừa giả miệng vừa nói bản thân hổ thẹn với nạn dân. Mẫn phi nương nương, người tuyệt đối không được qua núi Nguyệt qua. Mẫn phi nương nương, đứng ngay ra làm gì, mau giải xuống đi. Mẫn phi nương nương, số lương thực đó là lương thực cứu mạng bách tính đó, như vậy sẽ chết người, nương nương tuyệt đối không được làm mất. Mẫn phi nương nương. Đa tạ Mẫn phi nương nương. Cảm ơn Mẫn phi sức khỏe dồi dào, Mẫn phi sức khỏe dồi dào cho Mẫn phi nương nương. Mẫn phi nương nương, mời. Mẫn phi nương nương, mọi người đều biết ở thành Hoài Khánh có một đại thụ cầu phúc cho hoàng hậu nương nương. Thật ra ở chỗ của chúng tôi cũng có một cây đại thụ cầu phúc cho Mẫn phi nương nương đó. Để ta làm lại. Đến rồi đi. Bà ơi, để ta giúp bà nha. Đè, thử lại đi. Hay quá, hay quá, hay quá. Mọi người nghe đây, mọi người yêu mến Mẫn phi nương nương như vậy, vì mọi người có biết á, Mẫn phi nương nương của mọi người đang ở đâu hay không? Ở đâu vậy? Phải rồi. Ở đâu vậy? Trong chân trời, gần ngay trước mắt. Sao? Sao? Sao tôi lại nói với mọi người làm không? Không thể nào đâu. Không thể nào. Mẫn phi nương nương đó hả? Sao có thể làm như vậy được? Được rồi. Là bất ngờ. Ta chính là Mẫn phi. Các vị hương thân, vất vả rồi. Mẫn phi nương nương, Mẫn phi nương nương, mọi người đứng lên đi. Hay quá. Mẫn phi nương nương yêu dân như con, khiến bậc đạo vô cùng cảm động. Sau này sẽ cầu phúc cho nương nương nhiều hơn. Vậy thì phải cảm ơn đạo trưởng. Nhưng mà vẫn mong đạo trưởng có thể cầu phúc cho đại lương và bách tính nhiều hơn. Phải phải. Bao Mẫn phi nương nương, Mẫn phi nương nương, có chuyện gì? Số lương thực đó tới núi Nguyệt qua gặp phải sơn tặc, các binh sĩ và quan viên vận chuyển đều bị giết hết rồi. Vậy số lương thực đó thì sao? Cũng đều đã bị cướp hết. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Có ai biết chuyện gì không? Là có chuyện gì gấp lại đi đó. Sao lại như vậy chứ? Ta hổ thẹn với nạn dân, hổ thẹn với nạn dân, ta hổ thẹn với nạn dân. Tại sao lại hổ thẹn với nạn dân? Hổ thẹn với nạn dân. Dạ hiểu rồi. Hổ thẹn với nạn dân. Ta hổ thẹn với nạn dân. Ta hổ thẹn với nạn dân. Hai người các ngươi mau giải án đi. Đó. Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa. Như vậy là sao chứ? Nhìn kia, có xảy ra chuyện lớn gì đó. Tại sao bị giải đi? Nhìn kia.
Đi. Đi, mở lên. Một quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Chu đại nhân, có tin muốn báo cho người biết. Đội chuyển lương thực đã gặp sơn tặc ở núi Nguyệt Qua. Tất cả binh sĩ và quan viên đều đã bị giết. Tất cả lương thực đều đã bị cướp hết. Lý đại nhân chết rồi sao? Các vị đồng liêu đều chết rồi sao? 100 quan binh vận chuyển cũng chết hết rồi sao? Vậy những bách tính đó phải làm sao đây? Nhiều người chết như vậy, người khóc có tác dụng gì? Cho dù người chết 1000 lần, vạn lần cũng không đền hết tội của người, rõ chưa? Tội của thần sao? Phim được chiếu trước Minh Tại tvhay.org. Chu đại nhân, ngươi là quan vận chuyển lương thực có chức vị cao nhất ở đây. Tất cả chuyện này do ngươi chịu trách nhiệm. Bây giờ xảy ra chuyện, ngươi không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây? Mẫn phi nương nương, thần đã khuyên người nhiều lần, khuyên người đừng đi qua núi Nguyệt Qua, nhưng nương nương không nghe. Phải không? Nhưng sao ta lại nghe nói? Người nói núi Nguyệt Qua là núi không có sơn tặc, thế núi không có chút nguy hiểm. Từ đó đến chỗ này không có gì nguy hiểm hết. Người hại chết nhiều người như vậy, bây giờ còn vu oan cho ta, người sẽ gặp báo ứng. Các ngươi chẳng lẽ các ngươi ai cũng đứng đó mà cho nàng ta ở đây đổi trắng thay đen hay sao? Giải hắn ra ngoài. Đi mau. Mẫn phi, mở lên. Đi. Người muốn chém thì cứ chém, muốn lăn trì thì lăn trì. Ta không có lỗi với những đồng liêu đó, không có lỗi với những bách tính đó. Ngươi sẽ gặp bao ơn. Nhất định phải xây trạm ở đây. Ngụy đại nguyên soái, Lãng đại ca, hoàng hậu phục vị, ngân quý phi bình an, tin tức truyền tới, tiếp theo đây đều tùy Ngụy đại nguyên soái sai phó. Nhất định có chỗ cho ngài dụng võ.陪你细看人世情，陪你。